triển du lịch, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp trên thế giới, do tại Việt Nam dù mới kiểm soát tốt dịch bệnh, thì việc phục hồi kích cầu lại thị trường du lịch không chỉ dựa vào ưu thế các điểm đến, có cảnh quan môi trường, dịch vụ du lịch lý tưởng. Một yếu tố quan trọng không kém là phải có sự kiện hấp dẫn ấn tượng. Là trung tâm du lịch biển, du lịch là ngành kinh tế chủ lực. Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chọn giải pháp tạo ra sự kiện, phối hợp tổ chức sự kiện để thu hút du khách. Và sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2020 là một trong những điểm nhấn như thế. Phối hợp với báo Tiền Phong, thành phố Vũng Tàu đăng cai một số phần thi thuộc chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2020 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 11 tại thành phố Vũng Tàu. Sự kiện gắn với hoạt động thí sinh tham quan khám phá những di tích danh thắng nổi tiếng của phố biển, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia VTV9 là cơ hội để Vũng Tàu quảng bá thu hút du khách. Trong hai đêm thi, Người đẹp thời trang diễn ra vào tối 10 tháng 11, Người đẹp du lịch, Người đẹp biển diễn ra vào tối 12 tháng 11. Sân khấu ngoài trời ở công viên Bãi Trước, sức chứa 5.000 người, vẫn chật kín người và luôn quá tải. Rất là hào hứng khi đi xem buổi chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2020. Và em rất là ấn tượng với lại cái sân khấu này. Và đặc biệt hơn nữa là các thí sinh rất là đẹp và rất là tài năng. Tôi đến từ Hà Nội, tôi ghé thăm Vũng Tàu để xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tôi rất ấn tượng với cuộc thi Hoa hậu này. Sau cuộc thi này, Bà Rịa Vũng Tàu, hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu lan tỏa hơn nữa. Dù rất hút người xem, nhưng các phần thi thuộc chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2020 diễn ra ở Vũng Tàu trong thời điểm giữa tuần, lại vào mùa du lịch thấp điểm nên lượng khách du lịch đổ về thành phố Vũng Tàu vẫn không đông như dự kiến. Và thực tế, ngoài trừ khu vực có sân khấu thi Hoa hậu, ở các khu vực khác, các cơ sở lưu trú ngay Bãi Trước hay Bãi Sau, lượng khách không nhiều, số khách đặt phòng không đáng kể. Theo các chủ cơ sở lưu trú du lịch, có lẽ hiệu ứng sự kiện phải đợi đến sau đó, khi hình ảnh trung tâm du lịch biển Vũng Tàu được lan tỏa. Chúng tôi cũng hy vọng là cái hình ảnh của thành phố Vũng Tàu cũng được quảng bá rộng rãi hơn và sẽ có góp phần kích thích vào cái thị trường du lịch của Vũng Tàu sôi động trở lại. Hy vọng sau cuộc thi Hoa hậu này, hình ảnh Bà Rịa Vũng Tàu được quảng bá rộng rãi, từ đó giúp du lịch Bà Rịa Vũng Tàu phát triển mạnh hơn nữa. Bên cạnh những tín hiệu, những kỳ vọng lạc quan từ cách chọn và tổ chức sự kiện có tầm ảnh hưởng lớn để kích cầu du lịch, thì trong công tác tổ chức cũng phát sinh những vấn đề khiến sự kiện chưa tạo được sự phấn khích đúng nghĩa và trọn vẹn. Ghi nhận trong đêm thi Người đẹp du lịch, Người đẹp biển tối 12 tháng 11 của nhóm phóng viên thời sự cho thấy, tình trạng mất trật tự, lộn xộn trong soát vé vào cửa gây nhiều bất bình cho khán giả. Rất nhiều khán giả là khách mời, dù cầm vé mời trong tay, vẫn bị gạt ra ngoài. Và thay vì lời chia sẻ, thông cảm, thì họ phải nhận thái độ ứng xử rất khiếm nhã. Tôi có hai vé mời. Hai vé mời có số ghế là C229 và một vé nữa là C231. Mà tôi đến đây từ lúc 7 rưỡi, trong vé ghi là đón khách lúc 7 giờ đến 7 rưỡi, 8 giờ khai mạc, thế mà coi như là không được vào. Thế nên là tôi nghĩ là có khuất tất gì ở trong cái chỗ này. Thế, cái việc mà là để mất thời gian của anh em như vậy, để mất thời gian của mọi người như vậy là không nên. Đây là một hình thức thưởng thức gọi là cái vấn đề về văn hóa, mà làm như vậy là không có văn hóa. Bên em là nhà tài trợ Kim Cương thì bên em có những cái người là ghế VIP đi chẳng hạn thì tụi em phải được vào hoặc là có một lối đi riêng, nhưng mà không thể nào cứng nhắc được, tại ví dụ khách mời là khác, còn tụi em là bên nhà tài trợ Kim Cương và những cái người là những cái bên những cái VIP thì ban tổ chức không những khách hàng, những cái nhà đối tác khác cũng vậy, nhà ban nhà tài trợ khác cũng vậy, cũng cần phải cho một cái chính sách đặc biệt ưu tiên cho mọi người được vào để dự. Còn nếu như vậy thật sự cảm thấy là mọi người rất là bất bình, rất là cảm thấy rất là bức xúc. Tạo được sự kiện tầm chốc lan tỏa là nỗ lực rất lớn. Để sự kiện tiếp tục là cú hích cho tiến trình phát triển bền vững, lan tỏa sâu rộng, càng đòi hỏi địa phương, đơn vị tổ chức và các đơn vị phối hợp phải nỗ lực toàn diện, không chỉ về nội dung, hình thức tổ chức, mà cả về cách đón tiếp người xem, người cảm nhận.